dướng dướng luôn dây điện. Ây da. Lên rồi đó. Gió mạnh xíu nữa. Đó. Đó, thả dây lên thêm. Ôi chà. Quá nhẹ gió luôn. Để gió mạnh nó lên đi xíu, thả dây thêm. Làm bằng dưới lịch này nó nhẹ gió, cái thân nó nhẹ cho nên nó bay rất là dễ bay này. Đơn giản luôn. Đấy. Thả dây ra thêm. Đó. Thêm bài tốt kia luôn kìa. Làm đơn giản gì khó chơi thôi. Rồi hết dây rồi. Mình thả bằng dây chỉ nè. Thả bằng dây chỉ nè. Ồ, bay quá là cao, bay đứng luôn nè. Đơn giản. Bay lượng đẹp luôn. Không cần phải mua nữa. Ngồi làm chừng 10 phút thôi là có nhiều bay nè. Quá đã. Đơn giản dễ chơi. Thả lễ rảnh thả là thả vô tư luôn. Đấy. Rồi. Quá đẹp. Bài tốt lên cao luôn. Dí lịch cái màu đỏ đẹp không? Ồ, bài quá đã thiệt. Rồi hôm kết thúc video đây nha cả nhà ơi. Mọi người xem video nó thích thì làm nha, làm con thả chơi đơn giản rất là dễ làm. Rồi kết thúc video tại đây.